Okay, hôm nay trời mưa xíu cho nên thông cảm ha mọi người. Tối nay trời hơi mưa. Nhưng mà đang sự kiện double eco drop cho nên là chúng ta sẽ farm hai set. Đó chính là set Havoc với set nạp. Thì cái set Havoc cơ bản thì mình đang muốn chỉ còn mỗi cái này này, con Havoc mà Havoc Damage Mooner này á. Cái này thì hoàn hảo rồi ha. Chúng ta chỉ còn ba cái món này nè, chúng ta có thể lên cấp được. Thật ra là hai món là cái món này khó lên cấp, nhưng mà nói chung là hai món này là chính, nhưng mà nếu mà nâng cấp được thêm một món này nữa thì tốt. Và sau đó là set nạp. Set nạp thì sẽ dành cho những tất cả những con mà chơi cái set này, và mình muốn kiếm một cái set chung mà nó sẽ ổn về crit. Cái này con này cũng mạnh vãi liền ha. Nhưng mà cái con này thì chưa quá mạnh này, và hai cái energy regen thì không nói. Nhưng mà riêng bản thân một vài con không cần nạp á, ví dụ như Danshin này, thì mình cần một cái có nhiều crit rate hơn cái Havoc Damage Bonus này, và con này thì cực kỳ tệ luôn. Cho nên là basically mình sẽ kiếm hai set này ở trong cái sự kiện Double Echo lần này ha. Let's go. 5 minutes later. Ok, lần đầu tiên của chúng ta. Có gì đây? Ôi nhiều phết nhỉ. Đúng là double hết à. HP không cần tạm thời này, defense thì có thể xài cho Yun Wu, nhưng mà mình sẽ không nâng cấp cái này. Attack set này hợp lý này, ok. Defense cũng xài cho Yun Wu qua, nhưng mà mình sẽ không nâng cấp. Rồi, Spectral Damage Bonus. Một cái Havoc Damage Bonus này, để coi. Thêm cái defense nữa thì thôi, phá đi cũng được ha. Ok, thì chúng ta xem thử ha. Thật ra chúng ta cũng có khá nhiều đồ ấy. Đầu tiên chúng ta phải xem thử coi cái cây nó có mạnh hơn được cái cũ hay không đã. Đầu tiên chúng ta lên 5 này. Dòng đầu tiên là gì đây? Dòng đầu tiên HP rồi. Thôi bỏ luôn đi ha. Cái chúng ta còn hai cái Havoc Damage Bonus, thực sự chúng ta còn hai cái nữa lần. Tại vì cơ bản là mình nói sao nhỉ? Mình đi farm trong map á, đại á, và nó ra thì cơ bản mình giữ, nhưng mà do mình chưa có sự kiện này, mình chưa có tuner để mình nâng á, cho nên là yeah, chúng ta còn hai cái nữa. Cái attack phần trăm thực ra không phải là tệ lắm ha. Chúng ta sẽ lên 10 thử ha. Rồi vậy vô cái gì đây? Crit rate hoặc crit damage sẽ là ổn này. À bỏ vô defense. Vô dòng vậy thì chúng ta bỏ thôi ha. Chúng ta đang cần double crit. Nói trước với mọi người là chúng ta đang cần double crit ở đây. Cho nên là nếu cái này vô cộng lần nữa không được thì chúng ta chỉ còn đúng một món thôi, một món của cái này thôi. Ok, energy regen không cần ha. Ok, thì giờ chúng ta chỉ còn đúng mỗi cái con là chúng ta chỉ còn đúng mỗi một thứ thôi, đó chính là cái con này. Nhưng mà con này nó cùng set với con này rồi, chúng ta không nâng được, cho nên là tạm thời chúng ta sẽ giữ con này đi. Lát nữa chúng ta nâng lên 10 để coi như thế nào ha. Lần thứ hai cái defense mình sẽ giữ, nhưng mà mình sẽ không nâng ha. Ấy có một cái potential cho Danshin này, hợp lý này. Ok, attack thì đang không cần lắm ha, defense cũng không cần luôn. Aero damage bonus, ok, không cần cái này lắm, nhưng mà chúng ta có một cái potential cho Danshin thì chúng ta sẽ bỏ con gấu này này. Bỏ con gấu này luôn đi ha, nó cộng 20 mới tệ thấy mồ luôn. Rồi chúng ta có một cái mới Havoc Damage Bonus này. Rồi chúng ta sẽ nâng luôn đi, nâng luôn, chỉ cần vô một trong hai dòng crit rate và crit damage nè. Cái này nó đã mạnh hơn cái cũ rồi. Rồi chúng ta có ba lần thử. Đầu tiên thử hết luôn đi ha mọi người. Thử hết luôn đi cho máu. Thử nè. 1 2 3. Thì nó tốt hơn cái cũ, nhưng mà mình đang cần crit rate crit damage hơn. Tại vì nếu mà lắp đúng đồ, full đồ vô từ đổi từ modify qua thì con này nó vẫn chưa có 50% á. Mà mình đang muốn cho con Danshin nó lên trên 50% một xíu. Hơi tiếc nhờ. Ok, thôi giờ nâng cái con này lên 10 đi, không được thì chúng ta dùng luôn này. Này, basic attack damage bonus thì cũng không tệ, nhưng mà thôi mình nghĩ chắc không giữ được, mặc dù nó khá là tốt ấy, nhưng mà mình đang cần một cái mà có crit nhiều hơn.
Tại vì con main havoc của mình nó cộng gì crit rate rồi, nhưng mà cái crit dam nó còn đang hơi ít à, attack nó cũng vừa đủ thôi. Nè, cái con sói này nó chỉ có crit rate với energy regen thôi, heavy damage với lại HP nó cũng không xài được nữa. Cho nên là yeah, lát nữa thôi, làm lần nữa thì là tính sau. Lần cuối cùng của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có gì đây? Defend thì giữ đi, nhưng không nâng. Ồ, một thêm một cái havoc damage bonus ở này, có khả năng rồi phá lại đi. Arrow damage bonus. Ồ, và một cái havoc này, hai cái havoc, ok. Một cái của Danchin và một cái của Men. Chúng ta sẽ nâng cái này lên, chúng ta bỏ cái này rồi này, cho nên chúng ta sẽ xem con sói thì thực sự có gì. Ok, hy vọng là nó sẽ tốt. Mình hy sinh luôn cái này đi. Chầm mốt chiến à, hai cái 10 này. Return lại 12 này, ok, ổn. Energy regen maybe được, cũng ổn, không tới nổi tệ. Dam E thì nó cũng là một nguồn dam chính của Men đấy, nhưng mà nó không chơi nhiều tới mức đó. Để coi lần nữa đi, nếu lần này vô crit rate thì có thể xem xét được. Hey, that's pretty good. Ồ, và nó vô crit rate thật, và 9.3 luôn. So với con này nó nhiều hơn hẳn crit rate này, và nó nhiều cái những cái dòng nó chơi tốt hơn này. Ok, hợp lý hơn này. Ok rồi, chúng ta đã có một đồ nâng cấp ngay ngày đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta bỏ con này, chúng ta sẽ thay thế con này, mình cứ là bỏ vào này, cho con này lên 21 luôn. Được trả một lần roll này. Đó. Rồi, lần này crit dam không? Cho cái crit dam đi cho vui này. 2 3. Basic attack damage bonus cũng được. Ok, nói chung là nâng cấp rồi đó. Hợp lý, hợp lý. Ok, tạm thời chúng ta đang có nâng cấp cho Men. Nhưng mà chuẩn bị nó bị cap crit rate rồi ha. Tại vì nó lên C6 á, thì Men sẽ có 25% tỷ lệ bạo kích. Cho nên là cái này là gần 100% tỷ lệ bạo kích rồi. Nên chúng ta nên cần tăng một xíu sát thương bạo ha. Bây giờ chúng ta tới với lại chị Danchin. Ok. Rồi liệu chị ấy có đồ nâng cấp này không? Rồi 15 ha. Chúng ta có 3 lần thử, nhưng mà mình sẽ thử 2 lần để thử nước trước này. Basic attack damage bonus thì là cái mà Danchin nó đam một trong những nguồn đam chính, nhưng mà mình nhớ là đam E với lại đam trọng kích nó sẽ nhiều hơn, nhiều đam hơn là đánh thường. Ok thôi, HP dùng đi ha. Ok, nhưng mà ngày đầu tiên như vậy thì không hề tệ một chút nào ha, và chúng ta đã có một đồ nâng cấp cho Main Havoc rồi. Và liệu những ngày sau thì chúng ta có những cái đồ tiếp tốt hơn hay không thì chúng ta phải đợi xem sao ha. The next day. Lần đầu tiên này có gì không? Defend này. Attack thì giữ nhưng không nâng này. Defend này. Giữ nhưng không nâng á, giữ nhưng không nâng. Defend nữa này. Havoc damage bonus này, ok. Fusion giữ cũng được, nhưng mà không nâng. Defend tiếp. Ok, chịu. Rồi, farm thêm 2 lần nữa đi, chúng ta nâng lần luôn đi cho nó lẹ ha. Ok, lần thứ 2 là cái gì đây? Defend HP luôn. Ồ, lần này ít đi, không có 5 theo nhiều kìa. Hơi tiếc nhỉ. Cái lần này không có gì rồi, chúng ta qua lần tiếp theo thôi. Ok, lần cuối cùng trong ngày. Cái event còn mấy ngày nữa rồi. Tắt chữ đường này, ok. B Havoc damage bonus thêm một cái nữa. Nhưng mà cái đó mình giữ chứ mình đang chưa cần nâng lắm. Tại vì cơ bản là cái thêm cái Havoc nữa, ok. Hôm nay chúng ta có 2 cái Havoc này. Ổn ha. Rồi, giờ nâng thôi. Liệu mình có được cái double crit nào không? Cái này có một crit à, mặc dù nó là level 20 ấy. Ok, nâng thử đi ha. Nâng 5 này. Cầm đầu tiên. Attack flat. Để cho mày thêm một cơ hội nữa đấy. Mày mà làm tao thất vọng thì dùng thôi. Coi. Không đủ tốt. So với cái hiện tại là không đủ tốt rồi. Nó vô crit rate thì mình còn suy nghĩ, chứ nó vô cái đấy thì chịu. Ok, rồi chúng ta còn một cơ hội nữa cho Havoc thôi. Đúng một cơ hội nữa. Chúng ta sẽ chuyển qua set cho Danchin. Danchin có mấy cái 1 sao kìa. Crit dam này, ok. Hay, mặc dù nó hơi low roll.
Và crit dam mà được, ok. Để cho thêm crit ray là ngon này. Basic attack damage bonus thật ra cũng được đi ha. Cho là được đi. Cho ta cho mày thêm một cơ hội nữa. Rồi, crit ray đi. Ô, oh, mặc dù nó low roll đấy, nhưng mà ok, ok. Oh my god. Wow. Rồi, thay được rồi. Cái này crit ray cao nhưng cúc. Tao dư crit ray rồi, tao đang thiếu crit dam. Rồi, bỏ vô, lên 25 luôn. Let's go. Rồi, cho nó hai dòng còn lại luôn. Cho nó được cái attack với lại hiệu quả nạp là hợp lý này. Ờ, attack phần trăm và resonant skill damage bonus ngon. Ok, ok, 10 điểm. Ok, vậy chúng ta đã có hai cái nâng cấp rồi. Ok, vậy chúng ta chỉ còn một cái này thôi. Mà cái này là một sao, mình một có thì mình chưa có vài cái ở đây nè. Ok, thực ra cũng có vài cái này. Ta có thể nâng cho tới khi chúng ta hết tuner cũng được. Để coi có được cái nào double crit tiếp theo không. Heavy attack damage bonus không tệ, nhưng mà con main havoc nó không xài nhiều cho lắm. Cái là vậy. Mình nâng thử cũng được ha. Thêm một dòng nữa đó, rác thì dùng basic thì chịu rồi đó. Đó, mình đang cần hai dòng đầu á, tại vì hiện tại eco nâng cấp nó khá là tốn mà mọi người, cho nên là hai dòng đầu nó phải là vô một cái gì đó ngon ngon, nếu không thôi thì phải dùng thôi. Chứ giờ eco đang nâng khá là tốn đồ, gọi là tốn đồ hay nghĩa đen luôn á. Đằng sau thì nó mới cập nhật lại, nó cho dễ nâng hơn. Thì chúng ta còn hai lần thử thôi. Ô, crit dam này mà 12.6 y chang nãy luôn ta. Ok, thì cho nó cho thêm crit rate nữa ngon. Basic attack damage bonus thật ra cũng được ha. Nhưng mà chúng ta hết tuner rồi. Cho nên là tạm thời chúng ta sẽ để con này để ngày mai chúng ta nâng ha. Ok, hôm nay là ngày thứ 3 để đi farm. Cơ bản là con main của mình nó gần như hoàn hảo rồi. Cho nên chúng ta giờ chúng ta sẽ chú ý tới cái con dungeon giống như cái này. Và cơ bản là đồ một cost của main nhiều hơn. Đó, giống như cái này. Nói xong có ví dụ liền luôn ha. Đó, giống như cái này. Có rất nhiều ví dụ luôn. Ok, ok. Cái này giữ được nhưng sẽ không nâng ha. Ở đó, thì đó ví dụ như cái đấy. Energy regen thì cũng sẽ giữ nhưng mà mình sẽ không nâng ha. Defense thì thôi. Attack cũng sẽ giữ nhưng không nâng. Tại vì hiện tại mình chưa có biết là cái gọi là cái scale damage của game nó như thế nào á. Không biết là game nó có cái ví dụ như Man Rover thì nó biết là nó có búp nhiều havoc á mọi người nè. Havoc búp ở đây, không phải cái này, havoc búp ở cái này nè. Đó, havoc búp ở đây, havoc búp ở Dungeon nữa. Nhưng mà mình cũng vẫn chưa biết là liệu cái đó nó có làm cho attack nó ngon hơn là cái kia hay không. Cho nên cũng chưa biết, cho nên là mình cứ sẽ để đó ha, nhưng mà mình sẽ không được. Ok, lần cuối cùng ngày hôm nay của chúng ta. Defense thì vẫn giữ như hai ngày trước của mình nó sẽ vẫn giữ. Nhưng mà mình sẽ không nâng mấy cái này. Cái attack thì lát nữa có thể nâng cái havoc này nữa, nhưng mà mình đang cần havoc hơn. Bây giờ chúng ta hoàn thành dungeon trước đi rồi chúng ta sẽ gì. Cái này mình nghĩ chắc bỏ luôn này. Remove này. Rồi ta sẽ thêm con, có thể nâng con gấu này trước, nhưng mà mình sẽ không, nói chung là mình sẽ không có nâng liền, bỏ cái con kia liền. Đang bị lỗi tí rồi mọi người, lâu nó hay bị lỗi cái này lắm, nó vẫn còn tưởng mình đang bắt tổ. Rồi ok, thì con gấu này ở đây chúng ta sẽ xem coi dòng đầu tiên nó là cái gì đây. Attack phần trăm không tệ lắm, có thể lên được cộng 10 kia. Yeah. Cộng 10 nếu vô crit rate thì ổn này. Nếu vô defense thì dùng khoan. Tiếc thế nhờ. Biết có thể hai dòng sau nó tốt ấy, nhưng mà hiện tại chúng ta không đủ tài nguyên để chúng ta nâng cái đống đó ha, cho nên là chúng ta sẽ tạm chúng ta bỏ thôi chứ giờ sao giờ. Rồi chúng ta có một cái havoc, còn hai cái havoc nữa. Đó, chúng ta sẽ chọn sau. Crit dam, ok, ổn. Mà quan trọng là phải có crit ray ấy chứ. Crit ray không. Ô, ê, ngon nè. Rồi, con này đã có thể thay thế được rồi. Nhưng mà nó phải thay thế con này. Hơi tiếc cái là nó phải thay thế con này.
Nhưng mà cơ bản là thay thế được rồi. Và chúng ta có thể nâng nó lên luôn. Lên 15 luôn đi ha. 15 đi, rồi coi có gì. Tạm thời đi. Defend, thôi kệ đi. Double crit là ngon lắm rồi. Bây giờ chúng ta nâng giờ chúng ta còn hai con nữa để chúng ta nâng những con còn lại. Rồi còn đây. Còn để lên con lại lên 5 nè. Ok, đánh chín có vẻ sắp được nâng, sắp được ổn rồi đấy. Nhưng mà con còn lại vẫn chưa được nâng cấp. Vấn đề là con còn lại vẫn chưa được nâng cấp. Và chúng ta rất cần nâng cấp một lần lại ha. Để coi. Crit dam, ok, được. Nó còn max crit dam nữa kìa mọi người. Nó còn max crit dam kìa mọi người. Wow, ổn phết này. Cái này crit ray ngon này. Energy regen thì cũng được ha. Nhưng mà hiện tại chúng ta đang cần crit ray hơn. Nhưng mà nó ngon hơn cái này nè. Cho nên chúng ta remove này. Ta bỏ cái này vô. Đây. Thì chúng ta nâng nó lên 20 luôn đi thử đi ha. Tại vấn đề là à mà mình không đủ tiền. Ok, nói chung là cũng ổn rồi. Và nâng con này lần cuối đi để coi có hai lần luôn đi. Để coi vô cái gì ha. Vô crit dam với lại energy regen là ngon này. Nhưng mà nó vô. Nó không vô. Nó không vô energy regen nhưng mà double crit rồi, ngon. Ok. Giờ chúng ta sẽ xem lại crit của Danchin 48.3%, cũng ổn rồi, cũng ổn hơn hồi nãy. Và crit dam khá là nhiều luôn. Ok thì con này nó cho crit ray nè, con này cho double crit này. Con này thì còn crit dam nhưng nó max roll cho nên chúng ta có thể tạm chấp nhận được. Và nếu mà mình thay được con này nó bằng crit ray ấy thì chúng ta sẽ có một con nó full chúng ta sẽ có một con nó cơ bản là hoàn hảo. Ok, để mình còn đủ tiền không nhỉ, để nâng thử. À mình cũng không có đủ. Vấn đề chúng ta cũng không có đủ cái đồ để mình nâng nữa, cho nên là thôi hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Giờ chứ giờ hết tiền rồi, hết share credit. Lần đầu tiên của ngày thứ ba. Để coi chúng ta có gì. Attack giữ được này, ok, hợp lý. Defend giữ nhưng không nâng. Rất nhiều defend. Fusion ok, hợp lý này. Havoc ok, Havoc đang cần. Spectral attack này giữ được. Ok. Không phải cái spectral này. Attack giữ được hợp lý này. Ok. Lại defend này. Hay rất nhiều defend. Attack thì giữ được. Ok. Energy regen giữ luôn nhưng mà mình tạm thời đang không cần nâng ha. Attack hợp lý này. Havoc thêm một cái nữa, ok, có rất nhiều cơ hội cho Danchin để nâng cấp cho chúng ta. Ok, mấy cái còn lại thì không quan tâm lắm ha. Attack, ok. Aero Damage Bonus. Petro chúng ta sẽ tạm giữ ha. Defend. Ok, thì bây giờ chúng ta tới khúc chúng ta nâng cấp hai cái Havoc Damage Bonus hôm nay của chúng ta đi nè. Cái này khỏi bàn rồi ha. Thì chúng ta có cái này, liệu cái tiếp theo có thể vượt qua được cái này hay không. Ok, gì chúng ta cũng không cần giữ cái này đâu, nhưng mà cứ giữ đi ha. Không đó, có hai cái Havoc của cái này đó. Nhưng cứ giữ đi không sao, lỡ có thứ tốt hơn. Đâu rồi cái Havoc rồi, thì nó hôm nay có đúng một cái Havoc thôi nha. Cái này thì dùng rồi này. Hôm nay chỉ có đúng một cái Havoc kia mà. Havoc đó mình có nâng cấp rồi nữa mới chán chứ, hơi tiếc nhờ. Thì thôi, hôm nay chúng ta chuyển mục tiêu đi, chúng ta chuyển sang nâng độ một cốt cho nhà khai cho Rover đi ha. Chúng ta cần một cái mạnh hơn cái này nè. Hợp lý. Đầu tiên chúng ta có cái này. Có độ một cốt nhiều nên mình sẽ lên 5, xong đó nếu không được thì mình dục luôn đi ha. Defend đó, còn cái này còn dòng tệ chứ, thì chắc chắn chúng ta dục rồi đó. Rồi tiếp theo là tới con này. Ta dục con 15 yếu này vô luôn đi. Rồi chúng ta lên. Rồi lần này là đầu tiên có gì đây. Energy regen cũng không tệ, mình có thể cho nó thêm một lần thử nữa được. Mãi vô HP chịu. Vô HP dục ha. Dục. Rồi con này crit dam này. Mà mình chắc cũng không cần crit dam lắm, nên cần crit ray hơn. Con này lần đầu tiên nó vô defend, dục luôn này. Đây, con này.
liệu nó có gì ở cái dòng gì ngon hay không. Đâu thử coi. Heavy attack damage bonus. Thêm lần nữa không ta? Thêm nha. Sao cái dòng hai lần nào nó cũng tệ, ơi là tệ vậy ta. Defend mới chịu chứ. Tốn phút dễ sợ. Mà mốt không không vô crit rate hay crit damage là mình dừng luôn nha. Mày không quá. Mày không nâng nữa. Chắc vậy quá. Ủa? Từ từ mình nâng lộn rồi. Nâng lộn con rồi mọi. lộn con rồi. Thôi thôi không sao không sao không sao. Ok. Bỏ vô đây thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta có một lần nâng. Attack phần trăm thì nó lại vẫn khá là mạnh ha. Thôi chắc thêm lần nữa đi. À và nó defend. Hay à, nói chúng ta cũng sắp hết vàng luôn rồi. Rất là khan hiếm vàng luôn. Cho nên là lần này chúng ta sẽ nâng con này lần nữa. Một lần thôi. Một lần thôi, không được. À không được luôn, không nâng được luôn. Ơi, à, vậy coi như hôm nay thất bại đi. Rồi ngày mai chúng ta mình kiếm thêm thử vàng coi. Có thêm vàng không rồi chúng ta nâng cấp tiếp. Hôm nay thất bại rồi đó, không có nâng cấp gì được cho tất cả những con của mình. The next day. Ok, lần đầu tiên của ngày tiếp theo. Ta có defend này. Defend. Energy regen. Lại defend. HP luôn. HP. Spectro damage bonus. Ở Havoc này, nhưng mà khóa rồi, chúng ta đã có double crit hết tất cả rồi ha. Chủ yếu là hôm nay chúng ta đánh để lấy được coi có thêm cái con mà Havoc damage bonus nào ở set nạp không. Với lại chúng ta bắt đầu qua tới đám một cót. Ok, lần thứ hai. Không biết con nào attack một cót không. Defend nữa này, quá nhiều defend luôn. HP attack này, đó, attack con này giữ được. Lại defend, rất nhiều defend. HP Aero damage bonus, Glacial damage bonus. Aero Fusion thì giữ được nhưng chúng ta sẽ không nâng bởi vì nó không phải là mục đích của cái video này. Ok, lần thứ ba nào. Attack này hợp lý. Glacio giữ được. Ok, Glacio giữ được. Aero damage bonus. Attack ok cũng giữ được ha. Hai con attack luôn. Defend này. Defend luôn, bỏ hai cái đó thì bỏ đi ha. Rồi, giờ ta nâng cấp thôi. Mục tiêu là kiếm một cái mục cót thật là mạnh cho Nhật cho này. Cái này là tạm này. Giờ chúng ta kiếm cái còn lại. Ok. Kiếm cái còn lại thôi. Thôi giờ bắt đầu bỏ cái đống này vô lấy lại cót luôn đi ha. Cái đầu tiên là cái gì đây? Heavy attack damage bonus. Thật ra nó không tệ lắm nhưng mà mình cũng không xài đâu cho nên là mình out ha. Bỏ ha. Tại vì chúng ta không có xài heavy attack damage bonus cho men nhiều. Mình đang cần một cái hoàn hảo hơn. Ok, cho nên tới cái này. À mà mình quên food vô. Thôi kệ đi, một lần không sao. Đam ulti hợp lý, ok, đam ulti thì xài được. Cho nên là chúng ta sẽ lên con này để lên một lần nữa ha. Để coi nó có được gì không. Đây. Crit ray, ok, được. Thì chúng ta lên con này thêm một lần nữa. Lần này mà crit dam là ngon này. Crit dam này, có crit dam không? Crit dam đi. Rồi cái crit dam này cho xong luôn game này. HP. Hơi tiếc nha, chúng ta sẽ để nó tạm. Tại vì cơ bản cái con còn lại là cái con này. Đó, cái này có crit ray cao hơn á. Nhưng mà mình đang không thực sự cần crit ray cho lắm. Cho nên là mình sẽ xem xét. Thì chúng ta tới mấy con khác trước đi. Con mà không phải cái con mà Havoc này trước đi. Chúng ta sẽ xem xét sau. Rồi đầu tiên là cái gì đây? Ồ, crit ray luôn này, ngon. Ok, dòng đầu crit ray rồi. Giờ dòng 2 là cái gì đây? Cho xin cái crit dam là chúng ta xong luôn. Crit dam. Attack flat hả? Ok thôi, mình cho nó thêm một cơ hội nữa đi ha. Mà mình quan trọng mình sợ hết vàng ấy chứ. Cái 9200 không tệ tới mức đó ha. Một lần cuối nè, mày có một cơ hội cuối. Vô. Energy regen nữa. Không cần lắm ha. Men nó tự build in energy regen rồi. Ok, chúng ta cùng với con nào. Cái con này defend. Mém chết. À, có một con này mà ý nó toàn con mấy con là set. Mấy con này không à. Hơi chán nhỉ. Để mình coi có cái con nào. Vậy là mình coi con nào double crit mà nó ngon hơn con cũ không. Mình thay con cũ luôn ha. Để coi thử. Một lần. Heavy dùng nè. Như hồi nãy mình nói không cần heavy attack ra mình bonus đây. Ok.
Còn bây giờ đi. Cái con này. Thêm một lần nữa nè. Basic thì cũng được đi, cho nó thêm lần nữa ha. Và defense thì dục đi. À, hay là mình cho con này lên 20 luôn xem thử đi ha. Cho con vừa nãy chúng ta có lên 20 luôn đi xem thử. Coi có được dòng còn lại không. Dòng cuối cùng là cuối cùng, ta cho mày cơ hội cuối cùng. Mày không vô crit down thì dục nha. 2, 3, crit down. Ai da, defense rồi. Dục ngay tại chỗ luôn. Ai da. Rồi, con này vô đây. Sắp hết tiền luôn rồi đó mọi người. Sắp hết tiền rồi. Ờ, một lần đi. Down bounty, lại down bounty này, ok. HB à, thôi HB thì thôi, HB chịu. Ok. Còn một mình con này nữa thôi. Nếu nó không thành công thì chúng ta sẽ coi như là hôm nay thất bại luôn. Chứ mình cũng sắp hết vàng rồi nè, mọi người thấy không? Sắp hết rồi nè. Rồi, một lần. Tác phần trăm, ok, ổn. Crit đây, crit đây, crit đam, crit đây. Đó, hợp lý này. Mày cho thêm cái crit đam nữa, crit đam. HB. B hả? Ok, mình sẽ giữ tạm ha. Nó chưa biết là nó thành công hay không, cho nên là mình phải lên nó 20 mới biết được. Nhưng mà cái đống ở dưới này là thất bại này. Ok, cho nên là ngày mai chúng ta sẽ xét tiếp ha. Ok, hôm nay mục tiêu cũng như cũ ha. Kiếm thử coi có cái nào một code hay không. Nếu mà hôm nay thật sự không có một code thì chúng ta sẽ nâng đồ cho Dan Chin ha. Ok, lần đầu tiên. Có gì? Defend này. HB này. Glacio này. Electro giữ được ha. Electro này. Electro tiếp này. Fusion này. Ok, không có set Havoc lần thứ hai của chúng ta. Đây, đây cái con mình cần đây này. Energy Regen Fusion. Lại thêm Electro nữa. Hôm nay là ngày Electro hả ta? Glacio Fan. Ờ, hôm qua sau khi mình nâng thì Yungu của mình cũng khá là ổn rồi, cho nên là không có cần phải khóa defense nữa. Rất là vui. Lần cuối cùng. Energy Regen chắc chắn là nên giữ này. Ok. Electro nữa hả? Nhiều dữ vậy. Ok, hơi nhiều Electro rồi đấy. Để chúng ta nâng thôi. Đầu tiên chúng ta lên cái này này. Và cái crit rate là chúng ta hoàn hảo luôn này. Attack phần trăm ổn nè, nó cũng mắc, nó cũng gọi là roll khá là cao luôn á chứ. Lên cái nữa đi nè. Ê, cái này nó không có lên theo gì ta. Lên thẳng luôn. Rồi, lên lần nữa này. Cho thêm cái ray đi mà, làm ơn. Hai cái attack à. Tính xét thì cái này nó cũng không tệ lắm, cho nên mình sẽ cho nó thêm một cơ hội nữa đi ha. Nó không, nãy giờ không crit ray thì hơi cay. Crit rate. Basic attack damage owner thì thôi, chịu. Khó thế nhờ, mình chỉ muốn có cái crit rate thôi mà. Hay là nâng cái này lên 20 ta. Làm ơn cho cái crit rate thôi mà, đúng không? Crit rate thôi, có gì khó lắm đâu. Crit rate đi, làm ơn. Crit rate, vô. Đam ulti. Ok, hơi chịu rồi đấy. Cách gì nhất kỳ, chúng ta kiếm đồ là nâng một cost thôi mọi người. Vô nè. Nâng một cost chiến crit rate nè. Có crit rate cái mình bỏ cái con crit kia luôn. Crit dam này mà nó hơi low roll tí nhưng mà chắc cũng ổn, không thấy nổi. Ok, crit ray không? Defend vậy thôi đi. À, tình tệ quá, bỏ qua. Bỏ này vô này, ta nấu nước sôi, ta bỏ mì vào này. Chúng ta sẽ làm cho tới khi chúng ta hết vàng ha, hoặc là hết tuner, 1 trong 2. Vẫn là crit dam này mà cái roll này lần này khá cao này. Rồi lần này khá cao này, hy vọng là chúng ta có cái crit rate. Crit rate đi. Gain phần trăm hả? Thêm lần nữa đi ha mọi người. Tại vì cơ bản là nó cũng roll khá là cao rồi. Thêm lần nữa đi. Cái roll crit dam nó khá là cao á, cho nên chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa thôi em. Không, chị thôi, bỏ. Mặc dù cái resonance skill damage bonus nó khá là được cho Dan Chin ấy, nhưng mà mình đang cần crit ray. Crit ray của Dan Chin còn chưa trên 50 nữa. Đây là lần thử cuối cùng, lần cơ hội cuối cùng của chúng ta này. Liệu có gì không này. Hai lần luôn đi ha. 2, 3, vô.
Nó vẫn Chris Dam và bà HB. Chịu rồi. Mà nó cũng cái set của cái con mà đang có một trong những cái crit rate cao nhất game nữa. Cao nhất game là 10.5 á, cho nên là con này cũng gần cao nhất rồi đó. Cho nên là khó nhỉ. Đang chiến 48.3, không lên được 50 nữa. Biết là cái C4 nó cộng 15% crit rate rồi ấy, nhưng mà nên trên 50 để có 7 mấy% crit rate thì lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, lời đầu tiên của chúng ta. Electro giữ được, ok. Lazio Defend à, tắt này, ok, một món Fusion Damage Bonus cũng giữ được ha. Spectro, hai cái Spectro. Chẳng lẽ hôm nay là ngày rất nhiều Spectro ta. HB này, HB luôn, HB, 3 con HB. Arrow Damage Bonus có thể giữ được. Energy Regen chắc chắn giữ được. Havoc nữa, thêm một con Havoc. Nhưng mà chúng ta đã có một con rất là mạnh rồi, cho nên là chắc là chúng ta không cần nâng cái con đó nữa ha. Ok, lệnh cuối cùng ta nâng cái con attack cho ta kiếm được thôi. Một defense, hai defense, Electro Fusion, HB Fusion. Ok, bây giờ chúng ta nâng cái con defense nào. Không, chúng ta cần con attack nào. Trong đầu là gì đây, chờ crit rate thì crit down là ngon này. HB. Ê, mà ta tha cho mày một cơ hội đấy. Giờ mày cho mày cơ hội thứ hai để thể hiện ấy. Mày không thể hiện được là mày cút nha. Chỉ có cơ hội thứ hai thôi, không có cơ hội thứ ba đâu. Tát phần trăm rồi, bỏ. Hai vòng vậy không được, phải ít nhất phải có crit rate với chồng. Ok, bây giờ chúng ta còn mỗi cái con level 15 này thôi. Đó, vậy thử 20 cái đi ha. Rồi, lên con này thử coi nó có crit dam không nè. Crit dam đi, crit dam. Ok, Heavy Attack Damage Bonus thì nó không đủ tốt với mình ha. Cho nên chúng ta đành bỏ cái này thôi. Và bây giờ chúng ta nâng cái này. Crit rate không? Crit rate. Đám ulti cũng được. Nhưng mà cái này mà không crit rate thì dục này. Crit rate. Rồi dục. Chịu. Thì chúng ta còn hết, gần hết vàng rồi, cho nên là giờ chắc là vừa đủ lên 10 thì vậy. Nâng, dùng cái này nâng là coi như không có tiền để nâng gọi là tun luôn á. Ở crit dam này cũng được, ok, lên 10 thử. Ok, crit rate luôn đi cho xong. Energy regen cũng được ha, nhưng mà ok, lần cuối này không được thì coi như là video thất bại này cũng, tại vì cũng hết tiền rồi. Heavy attack thì chắc là bỏ rồi ha. Được rồi, ok. Thì coi như cái video này không thành công cho lắm. Không, thật ra là thành công ở việc chúng ta kiếm được cái này cho main. Nói chung là xong cái bộ build của main. Nhưng mà đánh chin thì không hẳn là nâng cấp lắm. Được một cái này thôi, còn lại thì nói chung là tạm sẽ được. Ok, nói chung là vậy cũng được rồi. Nếu mọi người thích mình làm mấy cái video kiểu build như vậy nữa, chắc là video sau mình sẽ làm cái kiểu trap. Chơi trap data băng ha. Cũng trong cái event lần này cũng tích được khá nhiều rồi đấy. Cho nên là lần sau nếu được thì mình sẽ làm cái event trap data băng. Nhưng mà bây giờ phải đi kiếm share credit đã. Cho nên là nếu mà mọi người thích cái content kiểu này thì mọi người hãy like, subscribe để mà mình có biết là mọi người thích, và mình sẽ làm thêm những cái video như thế này. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.